Mọi người có đồng ý rằng là trường hợp bé này là ở làng nổ là em hỗ trợ luôn 100 triệu thay mặt cho fan của em. Em sẽ gửi 100 triệu bởi vì thứ nhất là mẹ mất. Anh trai. Em trai mất. Bà thì đang cấp cứu ở Bảo Yên. Bà đang cấp cứu ở bệnh viện Bảo Yên. Nếu như mà các cô bác anh chị đồng ý thì em sẽ thay mặt fan của em xin gửi tặng cho bé là 100 triệu để lấy tiền sau này con về con ăn học và con cũng có một cái tương lai nó tốt hơn. Con tên là gì? Con tên là Lan. Con nói thơm. Con tên là Hoàng Thị Mai Lan. Hoàng Thị Mai Lan. Con học lớp nào, trường nào nhỉ? Con học lớp nào, trường con nào? Con học lớp 9. Trường gì? Tiểu học số 1 Phúc Khánh. Thế con có số điện thoại không? Con có. Con đọc số con đi nào. Hôm qua em vừa mua cho cháu cái điện thoại để gọi về cho bố. Đây, con đọc số điện thoại của con nhá. Cô cả nhà ơi, bấm cho em xin nút chia sẻ. Em sẽ cho, ngoài việc là kêu gọi lên thì em sẽ cho thông tin số điện thoại của gia đình để cho các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân, mọi người có tấm lòng hảo tâm thì mọi người sẽ tự liên hệ với gia đình. Nếu như các cô các bác mà muốn giúp hoặc muốn chuyển khoản thì mọi người liên hệ với bé. Con chắc là bị nặng nên mới ở viện này đúng không? Ui, chân con bị sao đây, kéo cái chân nào? Cả dập bụng á? Ổ bụng à? Ui, con kéo cả hai chân lên cho các bác nhìn nào. Cái chân này thì bị xước toàn thân thôi, còn không sao, con cứ kéo lên. Cứ nhẹ nhàng từ từ con ạ. Có cơ hội, cô đi ra khỏi đây là mất cơ hội nên là mình tranh thủ nhá. Mỗi bé cô cho 1-2 phút nhưng mà quý giá con ạ. Đây này, con có từ từ cô kéo lên cho con đỡ dễ ngồi. Đấy. Đây. Ôi mọi người ơi. Con bị nặng lắm ạ. Đây. Con bị dập ổ bụng và chấn thương và rất là nặng luôn. Bên trong cháu còn bị nói to lên một tí. Vỡ là lách nên nhưng mà bác sĩ bảo theo 5 tháng xem nó có lành. Là con là bị vỡ thận và là lách luôn. Mọi người ơi, con bị vỡ cả thận và vỡ cả lá lách. Mọi người nói chung là quá là nặng và quá là tội nghiệp. Thì bây giờ em sẽ xin đọc số điện thoại của con để các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân mà muốn thương con, muốn giúp đỡ con thì mọi người liên hệ thẳng qua số điện thoại của gia đình. Vì hôm nọ bố trong kia là không có số tài khoản nên em đã lấy tiền riêng của cá nhân em tặng cho bố 10 triệu. Nhưng mà chị cũng biết là bà con trong đấy được em giúp nhiều đúng không? Vâng, em thấy chị like là xong hỏi chị bà không có tiền mặt nữa, thế là chị hỗ trợ anh được 10 triệu và anh lấy số tài khoản thì anh mất hết giấy tờ rồi, mất điện. Đúng rồi, bây giờ là gia đình cũng chưa làm được giấy tờ đâu mọi người ạ, tại vì cái cổng thông tin mạng cái gì nó bị đứt, thế nên là có muốn đi làm giấy tờ tùy thân ở bây giờ là cũng khó. Chứng minh thư cũng mất rồi nên bây giờ hôm đấy là em đang định là tự lập tài khoản tại chỗ cho anh, nhưng mà chứng minh thư cũng mất, tất cả giấy tờ tùy thân mất, thế nên là anh ấy sẽ không thể có để tự làm được giấy tờ để cho mọi người giúp đỡ anh đấy là vào tài khoản đâu. Thế nên là thôi, em sẽ xin đọc số của cháu thì gia đình sẽ tự lúc đấy mượn một cái số tài khoản của người thân tín nhất, sau khi nhận giúp đỡ của cộng đồng mạng thì sẽ tự sao kê ra bảo bán nhau nhá. Con tự đọc số điện thoại của con đi nào, con đọc to lên. 0346 662 482. Mọi người ơi, em này là kiểu giống như là vừa run vừa mệt vừa ấy nên là sợ đọc không được, nên em rất là thương, em tự đọc lại số cho mọi người nhá. 0346 662 482 là số điện thoại của bé Lan. Các cô bác anh chị đi qua cho em xin nút chia sẻ. Các Mạnh Thường Quân nào muốn thương con, giúp con thì mọi người gọi thẳng cho con vào số điện thoại nhá. Đây, cô thay mặt cho fan của cô thì cô tặng cho gia đình con thêm 100 triệu. Hôm nọ là cô cho 10 triệu rồi đúng không? Hôm nay cô cho con 100 triệu nhưng mà con hứa với cô việc này. Ăn thật nhiều, thấy chưa? Tối phải ngủ thật ngoan, xong về sau này học thật giỏi. Được không? Được không? Đây, thế cô thay mặt fan của cô giúp con nhá. Fan cô giúp con để con nhận tấm lòng của các bác. Đấy, con đặt vào đây. Đấy, được chưa? Bụng còn đau nhiều không con? Đau lắm à? Đây là em bé ở làng nổ, được chưa ạ? Cảm ơn tất cả các thay mặt gia đình, cảm ơn tất cả các cô bác anh chị fan của em. Bụng của cháu là bị dập hết ở bên trong rồi và chân như vậy. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, biết ơn fan của em rất rất là nhiều luôn ạ. Rồi, bây giờ gia đình xong từng trường hợp là em tắt luôn video nhá. Em đừng để nối trường hợp. Trang nghe chưa? Chi nãy cái video kia em cắt từng trường hợp ra em đăng lên thì người ta mới hỗ trợ nhiều, được nhiều bà con được nhờ. Em mà để một lèo là sẽ không có nhiều người hỗ trợ đâu. Em chăm cháu nhá. Đây là bác và hai cô à? Em là em vợ. Đây,